Gốm đất Việt là thương hiệu gạch ngói đất sét nung cao cấp, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Gốm đất Việt và Công ty Cổ phần Gạch ngói đất Việt. Từ khi đặt nền móng xây dựng thương hiệu vào năm 2009 với chất lượng hàng đầu, đến nay sản phẩm của Gốm đất Việt đã hiện diện khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với trên 3.000 cửa hàng phân phối lớn nhỏ và tự hào xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, Châu Phi, v.v. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu, công ty ngày càng phát triển và đã đạt được những thành tựu lớn. Ông là người đã gắn bó gần 40 năm cuộc đời trong ngành gạch ngói đất sét nung, gần 10 năm làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Viglacera Hạ Long. Đồng sáng lập là ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, một con người luôn đổi mới, sáng tạo, đã góp một phần công sức lớn cho sự thay đổi và phát triển của tỉnh Quảng Ninh ngày hôm nay. Gốm đất Việt được làm nên từ nguồn nguyên liệu đất sét có chất lượng hàng đầu Đông Nam Á với hàm lượng oxit sắt cao, tạo ra màu đỏ khuyết trầu đặc trưng, đồng thời tăng độ đặc chất cho sản phẩm, cường độ kháng uốn cao hơn, giảm độ hút nước, dẫn đến đặc tính không rêu mốc của sản phẩm. Gốm đất Việt được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được nhập khẩu từ Italia và Đức. Hệ thống máy đun liên hợp công suất lớn nhất Việt Nam, trong đó dòng sản phẩm ngói 22 với công nghệ nghiền khô duy nhất tại Việt Nam. Gốm đất Việt là đơn vị tiên phong ứng dụng máy dập và cắt ba via tự động do chính các kỹ sư của công ty chế tạo ra, thay thế máy dập thủ công ngói trang trí. Bên cạnh đó, Gốm đất Việt có dòng sản phẩm ngói tráng men cao cấp nhất Việt Nam với công nghệ phun men trực tiếp vào sản phẩm mộc, độ thẩm thấu rất cao. Gốm đất Việt là công ty đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành công nung ngói tráng men một lần phun trong lò tuy nen. Mỗi sản phẩm được làm ra đều là thành quả của quá trình lao động nghiên cứu, là kết tinh của công nghệ và là niềm tự hào của Gốm đất Việt. Với những nỗ lực trong gần một thập kỷ qua, Gốm đất Việt đã đạt nhiều chứng nhận, khen thưởng cho chất lượng sản phẩm. Sản phẩm của Gốm đất Việt đã đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, chứng chỉ CE và đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản, Mỹ, Trung Đông, Malaysia, Thái Lan, v.v. Tại Việt Nam, Gốm đất Việt tự hào là sản phẩm chất lượng đẳng cấp quốc gia. Gốm đất Việt đã đạt giải thưởng sao vàng đất Việt 2 lần liên tiếp, top 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam, giải vàng chất lượng Việt Nam và nhiều các giải thưởng cao quý khác. Gốm đất Việt tự hào được đón các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc tại công ty. Sản phẩm gốm đất Việt có những đặc tính vượt trội như không rêu mốc, chống trơn trượt, chống nồm, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, đặc biệt thân thiện với môi trường. Gốm đất Việt tự hào là nhà cung cấp sản phẩm cho các công trình danh tiếng như khu đô thị Spendora, chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, Resort Asana Lăng Cô Huế, khách sạn Vinpearl Phú Quốc, khu đô thị Eco Park, cung điện Hoàng gia Campuchia và nhiều công trình tiêu biểu khác. Song hành cùng thời gian và sự nỗ lực của một tập thể tâm huyết, đoàn kết, Gốm đất Việt đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp hàng đầu Việt Nam.